Hai các bạn, mình là Justin, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một cái vlog ghi lại cái quá trình chụp hình của mình như thế nào. Hôm nay đã là mùng 8 rồi và có lẽ là sẽ là cái ngày cuối cùng mà mình đi chụp hình cũng như quay vlog trong cả cái dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Và kết hợp trong cái vlog này không chỉ là chụp hình mà mình sẽ review một đôi giày đến từ một cái thương hiệu miền Bắc. Đôi giày duy nhất mà mình pick up được trong mùa Tết vừa rồi. Nhưng mà trước khi mà đến với cái việc mà review và cho các bạn xem đôi giày như thế nào á, thì mình sẽ breakdown phía trước ha. Các bạn mời các bạn nghe xem cao fit mình hôm nay như thế nào. Ok các bạn, thì đây chính là cao fit của mình ngày hôm nay. Đây các bạn có thể thấy ha, cái tông màu chủ đạo của cao fit này là màu trắng. Và cái chất liệu được làm trên cái bộ trang phục này là linen. Thì cái người bán nói với mình là linen 100% tự nhiên. Thì có biết là có phải không thì mình cũng không biết, nhưng mà người ta nói vậy thì mình nghe vậy ha. Thì mình sẽ nói về phần trên trước. Ngày mình hôm nay mình khoác một cái áo khoác, nó cũng gần lai với cái áo sơ mi. Thì cái áo khoác này mình xin phép được gọi nó tên là áo sắc kẹt đi ha. Thì cái áo sắc kẹt này được tạo hình với cái cổ là cái cổ bâu đanh tông. Bâu đanh tông là một cái loại bâu mà các bạn thường thấy ở trong những cái áo blue của các y tá, hoặc là trong những cái bộ áo vest đó các bạn, mà nó gần giống với cái ve, như là cái ve nọt đó các bạn. Thứ hai nữa là trên cái áo này nó có một cái điểm nhấn vô cùng đặc biệt, đó chính là những cái xếp ly ở đây. Thì những cái xếp ly này là những cái kỹ thuật được sử dụng trên chiếc áo sơ mi của cái bộ trang phục tuxedo. Và mình muốn nói thêm một số chi tiết về chiếc áo này cho các bạn nghe. Thì chiếc áo này mình xin nói luôn là mình inspire hoàn toàn 100% từ chiếc áo của thương hiệu Dylan & Son. Thì thở ban đầu khi mà mình mua chiếc áo này á các bạn, người ta nói là vì vải linen nó khá là rút, mỗi lần mà bạn ủi và bạn giặt ấy nó sẽ rút lại một chút, nên là mình đã mua cái vải này tới 2m lận. Thường thường người ta mặc áo sơ mi á thì người ta chỉ cần khoảng đâu đó là 1m rưỡi 1m6 vậy thôi, còn cái áo này mình mua tới 2m để thứ nhất là trừ hao, để thứ hai là khi mà người ta cắt vải người ta sẽ cộng thêm cử động cho mình, tránh cái trường hợp mà giặt áo xong hay ủi áo xong á nó sẽ bị co rút lại và mình bị chật. Nhưng có một điều á là chiếc áo Dylan & Son này nè, nó bị một cái vấn đề là cái kỹ thuật sử dụng cho nó hơi bị lu bu phức tạp, chứ nó cũng chả có gì khó hết. Nên là khi mà mình đem cái khúc vải linen này các bạn đến những cái nhà may dưới quê mình á thì hầu như là không ai nhận hết, vì người ta cho rằng là cái kỹ thuật xếp ly trên chiếc áo này nè nó hơi bị khó khăn và phức tạp, cái công người ta bỏ ra không đáng nên người ta không nhận may. Vì thế mà mình phải đem khúc vải này lên tới Sài Gòn và tìm lại cái nơi đầu tiên mà mình học may, cái nơi coi như là cái khởi nguồn của cái chuyện học thiết kế thời trang của mình, đó chính là nhà may Ben. Thì địa chỉ của nhà may Ben chính là 58 Lê Văn Sĩ, quận 3. Thì người ta, đối với người ta, cái áo này bình thường đó các bạn, tất cả cái kỹ thuật chi tiết này người ta chả coi là cái gì hết, và thật sự là người ta nhận may cho mình. Nhưng mà khi mà mình lên tới chảnh rồi đó các bạn, thì mình mới nghĩ là ủa tại sao mình không mua một cái khúc vải nữa để mình may quần, để tạo thành một cái bộ com lê luôn. Thì các bạn thấy rồi đó, đây cái quần này cùng chất liệu với cái áo này. Nhưng mà phải nói thật sự một điều, nếu mà các bạn nhìn kỹ thì cái tông màu của hai cái này khác nhau, cái này màu kem và cái này màu trắng. Bởi vì dù cùng một chất liệu nhưng được cắt ra từ hai cây vải khác nhau, nên là nó đã có cái sự chênh lệch. Ngoài ra nếu các bạn có được cơ hội hoặc là có dịp nào đó mà sờ được cái vải này nè các bạn, các bạn thấy được là cái vải sơ mi á nó sẽ dày hơn cái này một chút xíu. Nếu mà mình không nói những vấn đề này, cũng như là cái vấn đề mà mình nói là cái việc mình inspire áo này của thương hiệu Dylan & Son 100% á, thì có thể là cũng chả ai biết hoặc là sẽ ít người biết. Nhưng ngày nào mình còn đứng ở đây sau này và cả trước đây, mình sẽ luôn đem đến những thứ mà thiết thực nhất cho các bạn, nói những điều chân thật, những điều bổ cho các bạn, để các bạn qua đó có thể tránh được những sai lầm. Chẳng hạn như mình, là mình đã mua vải cùng một chỗ, cùng một chất liệu, nhưng chỉ vì hai cái cây vải khác nhau mà mình đã có cái sự chênh lệch mà đối với mình là mình cũng cảm thấy khó chịu với các bạn. Ok các bạn, và sau đây thì mình sẽ phân tích về cái phần footwear trong cái bộ outfit mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình mang một cái đôi vớ màu trắng, mà theo cái quy tắc của Classic Menswear các bạn, thì người ta nói là không nên mang vớ trắng với những đôi giày tây như là giày Oxford, Loafer hay là Montsharp. Nhưng mà vì hôm nay mình đã mang giày đen rồi, nếu mà mình mang vớ đen hay vớ nâu nữa thì mình nghĩ là cái màu nó sẽ chổi với cái màu quần trắng của mình, nên vì thế mà mình đã quyết định là phá vỡ quy tắc một lần. Và bên dưới thì mình mang một đôi giày Loafer, nhưng không phải là Penny hay là Andy Loafer, mà một đôi giày có tên là Orbis Loafer. Nhưng mà mình nghĩ là đối với các bạn là tín đồ thời trang thì có lẽ là các bạn sẽ nhận ra ngay cái đôi giày Loafer này nó rất giống với đôi giày Orbis Loafer của thương hiệu Gucci vào những năm 1950, một đôi giày vô cùng iconic. Nhưng mà với cái form dáng này đã được cái chủ thương hiệu này người ta gọt và người ta tạo hình cái lát giày, cái form dáng làm sao phù hợp với bàn chân của người Việt. Và cái đôi giày Orbis Loafer này cũng chính là cái nhân vật chính của video ngày hôm nay. Vậy thì nó tốt hay dở, xấu hay đẹp ra sao thì mình và các bạn sẽ cùng nhau review, và sau đây sẽ là bắt đầu vào video. Thì như các bạn đã thấy ở phần đầu video thì ngày hôm đó là mùng 8. Thì mùng 8 vừa rồi thì như mình đã nói là cũng chính là cái ngày cuối cùng mà mình đi quay vlog cũng như là chụp hình trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán vừa qua. Thì như mình đã nói ở phần đầu video, video này mình sẽ review một đôi giày đến từ thương hiệu Colin Martin, một đôi Orbis Loafer. Đây, đó chính là đôi giày này ha.
đôi này mình mang vào mùng 1 và cũng chính là cái đôi mà mình mang vào cái ngày cuối cùng mình đi quay và chụp hình vào dịp lễ Tết Nguyên Đán. Thì mình nghĩ là với cái thời gian là khoảng đâu đó là 10 ngày hơn thì mình nghĩ là mình đã đủ nhận biết để có thể đưa ra những cái đánh giá gọi là chính xác nhất về đôi giày này cho các bạn nghe. Và sẽ không chờ lâu nữa mà chúng ta hãy bắt đầu vào review chi tiết đôi giày. Ok, trước khi mà chúng ta đi vào review đôi giày này thì mình nghĩ là mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về đôi giày này để qua đó các bạn có thể nắm được rõ hơn về đôi giày và từ đó thì có thể nghe được những cái review nó chân thật và nó chi tiết hơn. Đầu tiên là về tên của đôi giày này. Tên đôi giày này là Hobbit Loafer, đến từ thương hiệu Colin Martin, một thương hiệu được thành lập bởi anh Nguyễn Việt Anh, một founder đến từ ngoài Hà Nội ha. Thì cái đôi giày này đối với những bạn nào mình đã nói rồi, bạn nào là tín đồ thời trang thì chắc chắn thì nhận ra cái đôi giày này rất là quen thuộc. Nó rất là giống với đôi giày Hobbit Loafer của thương hiệu Gucci vào những năm 1950. Và không chỉ là trên những đôi loafer của Gucci đâu mà các bạn thấy nè, cái họa tiết nè, nó cũng được sử dụng rất là nhiều trên những chiếc túi, những cái phụ kiện của thương hiệu Gucci. Mặc dù bản thân mình thì cũng chưa có cơ hội để trải nghiệm cái đôi Gucci Hobbit Loafer, nhưng mà mình nghĩ là với cái đôi giày này, mặc dù bên ngoài nó có khá nhiều điểm giống, nhưng mà cái form dáng, cái lát giày bên trong á, mình nghĩ là cái founder người ta cũng đã nghiên cứu làm sao cho nó thuận tiện và nó thích hợp nhất với cái bàn chân, cái cơ số học của cái người Việt Nam. Và cái đôi giày Hobbit Loafer này thì mình biết được cũng có rất là nhiều thương hiệu đã từng làm rồi, nên các bạn cũng đừng có băn khoăn về cái chuyện là đôi giày này có đạo nhái hay không, có giống đôi này giống đôi kia hay không, vì mình cam nói các bạn một điều á, là đôi giày này chắc chắn là sẽ có những cái dấu ấn riêng của người Việt. Vừa rồi thì chính là cái phần thông tin cơ bản về cái đôi giày này, và sau đây sẽ là cái phần thông tin chi tiết về những cái chất liệu sử dụng trên đôi giày. Vì đôi giày này thì phần upper được sử dụng là 100% da thật, nhưng mà khác với cái bản thương mại bình thường, tức là cái bản này mình đã có những cái option kèm thêm. Thì với cái bản thương mại bình thường, các bạn khi mà các bạn đặt đóng một cái đôi giày như thế này ha, thì người ta sẽ sử dụng da mộc của Ý. Nhưng mà với riêng đôi giày của mình á, thì mình đã sử dụng cái option là up lên cái loại da của Pháp. Cái loại da này thì sẽ tốt hơn cái da của Ý một chút, nhưng mà mình cũng sẽ kể cho các bạn nghe cái lý do tại sao mà mình sử dụng cái option đó. Và ngoài ra thì qua cái option này khi mà mình lựa chọn rồi á, mình sẽ cảm thấy như thế nào. Lần đầu tiên thì mình thấy đôi giày này trên cái trang fanpage của Colin Martin á, khi mà người ta chụp hình feedback của khách lên á, thì mình đã thích nó rồi, thích dữ lắm luôn các bạn. Và mình đã để ý nó từ lâu rồi, nhưng mà có lẽ là những cái năm trước đây á, thì mình chưa đủ cái budget để có thể mua một đôi giày như thế này. Và năm nay thì mình đã đủ rồi, nên là chắc chắn là sẽ quyết định mua liền đôi giày này vì mình rất là thích nó. Nhưng mà ban đầu á, khi mà mình hỏi cái người founder, tức là anh Việt Anh á, thì mình hỏi là mình muốn mua đôi giày này đặt đóng nha, nhưng mà phải làm cho cái option của mình, tức là sử dụng cái cấu trúc may trên đôi giày này là cấu trúc Goodyear. Và nếu các bạn không biết về những cấu trúc được sử dụng khi may giày da thủ công á, thì mình sẽ kể sơ qua cho bạn nghe ha. Thì đối với những đôi slip on, đôi loafer hay giày lười này nọ, người ta có thể sử dụng cấu trúc là block nha nè, Mackay nè, hay là Black đó. Thì Mackay với Black đó là một. Còn với những đôi giày như Oxford, The Bee, Monsharp hay là những đôi boots á các bạn, thì có thể người ta sẽ sử dụng cấu trúc Goodyear. Thì Goodyear là một cấu trúc để mang giày tây, nhưng mà nó có một số điểm đặc biệt và nổi trội hơn những cái cấu trúc khác. Cấu trúc này được phát minh bởi nhà khoa học Charlie Goodyear và sau này được phát triển và hoàn thiện bởi con trai của ông. Cái lý do mà cái cấu trúc Goodyear đặc biệt đó chính là vì khi mà các bạn mang những đôi giày đế da như thế này nè các bạn, mà đi 1-2 năm á, thì chắc chắn anh sẽ bị chày và bị mòn ha. Đối với những đôi giày mà thuộc cái cấu trúc mà Black, Mackay hay là Block nha, thì khi mà bị mòn như vậy á, thì coi như là vô phương cứu chữa. Nhưng mà đối với Goodyear, nếu mà bị mòn thì các bạn có thể sử dụng cái option là thay đế. Thì khi mà các bạn thay đế, các bạn người ta sẽ nạ cái đế cũ ra và sau đó là sẽ đóng một cái đế mới vô. Thì nhờ vậy mà cái tuổi thọ của đôi giày cũng như là thời gian để sử dụng của đôi giày này sẽ được kéo dài hơn. Và cũng chính vì cái ưu điểm đó của cấu trúc Goodyear mà cho đến hiện nay, mặc dù mới chỉ sở hữu hai đôi giày tây thôi các bạn, nhưng mà mình luôn luôn cố gắng up lên cái option tốt nhất cho đôi giày của mình, sử dụng da tốt và đặc biệt là phải được may với cấu trúc Goodyear. Ví dụ như đôi giày này, đôi giày này là đôi giày đầu tiên mình sở hữu được sử dụng da bay Pháp, một đôi single monstrap được may với cấu trúc Goodyear. Thì khi mà mình đặt đóng cái đôi giày thứ hai này, đó chính là cái đôi Hobbit Loafer này các bạn, thì mình cũng muốn sử dụng cái cấu trúc Goodyear luôn. Nhưng mà đặc biệt một điều á, là cái người founder và những cái người nhân viên tư vấn á, người ta khuyên mình rất là chân thành là đừng nên sử dụng cái cấu trúc Goodyear. Bởi vì theo cái cảm nhận của người ta và theo cái trải nghiệm của người ta trên những đôi giày mà họ làm á, thì cái đôi giày này nó không thích hợp để sử dụng cấu trúc Goodyear. Vì khi may Goodyear lên á, đôi giày này sẽ trở nên nặng và có thể dễ tuột gót. Người ta nói rằng á, là cái đôi giày này là cái form bánh mì. Form bánh mì là sao? Các bạn thấy từ đầu
tới đuôi ha, thì nó đều đi thẳng một đường, nó không có những cái đường lượn eo quá nhiều vào cái lòng bàn chân nha. Cái lượn eo này nè các bạn, nó không có lượn quá nhiều, thành ra là nó không thích hợp để may Goodyear. Nếu mà mình muốn thì người ta vẫn làm thôi, và cái chuyện mà may Goodyear thì chắc chắn là phải tốn thêm chi phí phụ thu rồi, nhưng mà người ta lại khuyên mình thôi em cứ may Mackay, vì có lẽ là mình thật sự là người ta khuyên rất là chân thành, người ta muốn những cái trải nghiệm tốt nhất đến khách hàng của người ta chứ không phải là vì đồng tiền. Vì thế là mình cũng đã nghe theo những lời tư vấn của người ta, mình chọn cái cấu trúc Maya Mackay hay còn gọi là Black. Và đó cũng chính là cái lý do mà tại sao mình lại sử dụng cái option up cái phần da upper của đôi giày này lên là da của Pháp, da bê Pháp thay vì là cái da mộc của Ý như những cái bản thương mại. Và chính xác luôn á, thì cái phần upper của đôi giày này được sử dụng da dubi của Pháp. Có một số loại da tốt mà người ta có thể sử dụng để làm nên một đôi giày thủ công thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một số cái tên. Ví dụ như Ý á, thì có nhà thuộc da Maxoto ha, Pháp thì có Anonay, có dubi, Đức thì có Weyhammer. Và theo cái kinh nghiệm mà mình được dạy bởi cái anh làm giày khi mà mình ngày xưa mình đi bán giày các bạn, thì mình nhớ như vậy nè, là anh nói ví dụ Pháp á, thì có dubi và Anonay, thì dubi sẽ tốt hơn Anonay một chút xíu, và cái loại da tốt nhất để sử dụng mà để trên những cái loại giày màu đen á, tức là cái loại da mà để làm giày màu đen á, tốt nhất á, sẽ là Weyhammer và dubi, thì mình nhớ như vậy đó. Vì thế mà khi mà mình up lên cái option là da dubi á, mình cũng rất là trông chờ cái da này nó sẽ thể hiện như thế nào khi mà mình mang đôi giày trên chân. Thì thật sự là nó không làm mình thất vọng, mà mình thấy được là cái quyết định up lên cái option là da dubi nó vô cùng chính xác. Và tính tới ngày hôm nay thì cũng đã hơn 10 ngày mà mình trải nghiệm đôi giày này rồi, thì các bạn thấy ha, cái phần upper, cái phần mũi giày nó không hề bị nhăn và nó vẫn giữ được cái độ bóng nhất định. Một số người á, người ta mang giày tây hay là sử dụng đồ da, người ta rất là sợ bị nhăn. Nhưng mà đối riêng với cá nhân mình á, mình là một người khi mà mang giày tây hay là những đôi boot bằng da, các bạn, mình không bao giờ nương lực hay là rán cái chân, vì mình nghĩ á, là những cái vết nhăn trên đôi giày nó sẽ thể hiện được cái dấu ấn cá nhân của bạn rất là nhiều. Bạn bước đi hàng ngày như thế nào, lối sống sinh hoạt của các bạn ra làm sao, và cái bàn chân của các bạn to nhỏ như thế nào đều thể hiện qua những cái vết nhăn trên đôi giày. Vì thế mà đôi giày này các bạn thấy không, đôi single móng strap này mình mang là mình bước đi là nhiều khi mình nhắn như vậy luôn. Và vì thế á, là có những cái vết nhăn trên đôi giày này. Nhưng mà đặc biệt nha, mình không biết tại sao, có lẽ là do cái đôi giày này da nó tốt, hoặc có thể là do loafer hay này nọ, mình cũng không biết nha. Mình bước mình cũng nhắn dữ lắm nha. Và thậm chí là mình có quay những cái clip B-roll này nọ, mình quay xây mũi các thứ luôn, nhưng mà nó không nhăn ha. Hai cái da này, da là da Anonay và da này là da dubi, các bạn thấy nè. Đó, nó có một sự khác nhau rất là rõ ràng. Và mình nghĩ một lần nữa, thật sự là cái option up lên da dubi là một cái option vô cùng chính xác của mình. Vừa rồi thì chính là cái phần review về cái da upper của đôi giày, và sau đây mình sẽ nói về phần đế. Thì đế đôi giày này là đế da, thì mình sở hữu hai đôi giày tây đều sử dụng đế da hết. Và cái đế này được sử dụng đế da nhưng mà may với cấu trúc là Mackay hay còn gọi là Black á, nhưng mà may lắp rảnh. May lắp rảnh thì nó sẽ may khác với cái kiểu Mackay hay là Black bình thường á, đó chính là cái lắp rảnh á, người ta sẽ lắp luôn cái phần đế lại liền luôn để hạn chế cái việc là nước thấm vào đôi giày. Thì cái option này đúng ra là hình như mình nhớ là phải thêm tiền á, nhưng mà hình như Colin Martin người ta làm miễn phí cho mình. Và thật sự nha, cái đế người ta đánh cái màu patina, màu xanh rất là đẹp. Patina là một cái màu được thể hiện trên cái phần da, nhưng mà khi mà nó chỉ qua 5 tháng các bạn, tức là các bạn mang áo khoác da này nọ thì qua 5 tháng nó sẽ có những cái vân này nọ, là cái vân đó người ta gọi là patina. Nhưng mà cái patina dưới đôi giày á, là người ta pha một cái màu xanh rất là đẹp. Hiện tại thì mình không show cho các bạn được, tại vì đôi giày này đã được dán đế rồi và mình mang một thời gian Tết á, nó cũng dơ rồi, nên là show lên mình rất là ngại. Nhưng mà may mắn thì mình vẫn chụp lại tấm hình khi mà mình nhận đôi giày này trong cái lần fitting đầu tiên á. Thì nếu mà mình tìm được tấm hình á, mình sẽ để ở đây cho các bạn xem. Và sẵn đang nói về cái chuyện dán đế á các bạn, thì mình sẽ kể luôn. Thì ngày hôm đó các bạn, mình đã chọn thêm cái option dán đế, tức là người ta phải dán cái phần đế ở trên này và phần gót này cho mình luôn. Nhưng mà có lẽ là vì cận Tết quá đó các bạn, nên là cái xưởng của người ta đã thiếu cái miếng dán đế ở gót. Vì thế mà trong cái mùa Tết vừa rồi á các bạn, mình đã phải mang đôi giày này với chỉ 1/2 đế được dán thôi. Cái phần gót này á, mình đã cố gắng khắc phục bằng cách là dán thêm băng keo ở dưới. Nhưng mà có lẽ là nó cũng không hiệu quả lắm, thành ra là cái đế nó hơi bị bầy nhầy, nó hơi bị chạy các bạn. Mình cũng mắc cỡ đó, mình cũng không dám cho các bạn xem đâu. Nhưng mà được cái á, là cái anh Việt Anh, người founder, người ta nói là em cứ mang đi thoải mái đi, qua Tết gửi lại cho anh sẽ hỗ trợ dán đế cho em miễn phí. Và thêm một chi tiết nữa về phần đế giày này, thì mình thấy á, là cái độ cao của đế giày nó rất là vừa phải. Mình đi rất là nhiều ngày, mình đứng rất là lâu, nhưng mà mình không cảm thấy đau hay là nhức ở gót chân. Thì đây mình nghĩ cũng là một cái điểm cộng trên cái thiết kế của đôi giày.
Và đó chính là cái phần review trên thiết kế của đôi giày. Thì thật sự ra còn cái phần gia công đôi giày này á, thì mình không dám nói đâu các bạn. Ví dụ như những cái món đồ như là quần tây, áo sơ mi nọ, mình biết mình gành á thì mình mới có dám bình luận. Còn thật sự những đôi giày này nó không nằm trong chuyên môn của mình lắm nên mình không dám nói. Nói sai ra thì những người ta có kinh nghiệm, người ta bắt bẻ thì nó không nên ha. Thì các bạn có thể tự trải nghiệm, nhưng mà mình cam đoan cho các bạn một điều, khi mà các bạn ví dụ ha, các bạn có một số tiền, các bạn lên những cái diễn đàn như là Satorio này đó, các bạn hỏi em muốn mua giày loafer ở đâu, thì chắc chắn các bạn cái tên Cole Martin sẽ được xướng lên ở rất nhiều comment. Cái điều này cũng thể hiện qua được cái trải nghiệm của khách hàng đối với cái dịch vụ và cả những cái sản phẩm của Cole Martin nó tốt như thế nào. Thì cái đó là cái phần về cái phần thiết kế, và sau đây mình sẽ nói về cái phần dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cole Martin. Về cái phần dịch vụ của Cole Martin thì các bạn thấy rồi, nãy giờ mình review về đôi giày nhưng mà cũng không quên kèm theo những cái câu chuyện về cách service của người ta đối với mình. Ông bà mình hay nói các bạn là của cho không bằng thái độ cho, thì mình nghĩ cái câu này nó rất là đúng với Cole Martin. Ví dụ khi mà mình đặt đôi giày này các bạn thì mình sẽ được fitting hai lần. Lần đầu tiên khi mà mình quyết định đặt đôi này á, thì sẽ có cái nhân viên tư vấn, người ta video call với mình và người ta sẽ hướng dẫn mình chi tiết nhất để đo bàn chân mình từ xa ha. Thì sau đó khoảng một tháng thì người ta sẽ gửi cho mình cái đôi giày này, cái bản hoàn tất lần đầu tiên ha. Cái bản hoàn tất lần này á, khi mà mình mang vào á, rộng chật cái làm sao mình sẽ note lại cho người ta, sau đó thì người ta sẽ sửa lại. Thì lúc sau này á, là cận Tết rồi, người ta mới gửi cho mình cái fit lần thứ hai. Thì chính là cái fit lần thứ hai là fit này nè các bạn. Nhưng mà mang một thời gian á, nó đã bị giãn. Tại vì đôi giày mà các bạn giày da á, mang một thời gian á, chắc chắn sẽ giãn. Thì anh Việt Anh đã nói rồi là khi mà mình mang á, em cứ mang đi giãn hay thế nào á, qua Tết anh sẽ sửa lại cho em. Và ngoài ra khi mà đặt đôi giày này á, các bạn mình cũng yêu cầu người ta là in cái dòng chữ Anthony Justin ở trong đôi giày này. Nhưng mà có lẽ là vì cái thời điểm đó là cái máy dập chữ của cái xưởng người ta bị hư nên người ta không dập được. Và anh đã nói là sau này khi mà Tết rồi đó các bạn, thì gửi cho anh thì anh sẽ bù cho em sau. Và kèm thêm sẽ gửi cho mình một cái box mới. Tại vì cái box của mình á, trong cái quá trình vận chuyển á, nó cũng bị hư rồi. Nên là anh đã hứa là sẽ bù cái box nè, dập cái chữ đó cho mình nè, và dán đế hỗ trợ mình nè. Mặc dù ngày hôm nay khi mà đang quay cái video này á các bạn, thì các bạn biết được là chắc chắn đôi giày này vẫn chưa được gửi lại với Cole Martin. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện mà service của người ta đối với mình thì mình cũng sẽ an tâm thôi. Bởi vì người ta làm ăn rất là uy tín và cái thái độ người ta phục vụ mình rất là tốt. Và nếu thật sự có một điểm trừ trong đôi giày này thì mình nghĩ là chính là cái phần bên trong của đôi giày này. Bởi vì bên trong được đánh màu đen á các bạn, nên khi chúng ta mang giày mà mang vớ, đặc biệt là vớ trắng á các bạn, thì nó sẽ bị gam màu nè, như thế này đây, một cái màu đen như thế này. Mà thật sự mà nói, cái điểm sai này, cái điểm trừ này không riêng Cole Martin đâu, mà mình biết được rất là nhiều hãng giày đã từng bị mắc phải. Bởi vì một điều á là cái mồ hôi chúng ta khi mà mang vớ nó ra, nó sẽ làm cái màu mà người ta đánh trên đôi giày nó sẽ bị tan ra, sẽ bị dính lên đôi vớ. Một trong những cái cách khắc phục á là chỉ có thể đặt một đôi giày với phần bên trong á là cái phần da mà nó original nhất, nó gần với cái màu da thật nhất, không đánh màu nhất, thì nó mới hạn chế được cái chuyện ra màu thôi. Còn thật sự ra cái điểm này mình không trách Cole Martin được. Nhưng mà thật sự review là review, mình phải nói chân thật cho các bạn nghe, nên là không thể nào giấu được. Thì các bạn thấy rồi đó, giày nó ra màu. Nếu mà các bạn muốn mang giày này thì mang vớ đen, hoặc là có thể yêu cầu người ta là khỏi đánh màu bên trong cũng được. Và đó cũng chính là cái phần review về đôi giày Hobbit Loafer của thương hiệu Cole Martin mà mình pickup được trong dịp Tết vừa qua. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like, kéo bên nút subscribe hay nhấn luôn để xem những video mình có sắp tới. Và mình là Justin, chúc các bạn năm mới vui vẻ.